báo cáo bác là đợi đợi để mong từng lô một về về trả đơn cho bác, nhưng không chỉ số bác ạ. Về chỗ này chắc không biết có đủ không, bác nào lấy cứ đặt thôi, cứ đặt, em đang đặt nó về tiếp rồi, có nghĩa là đi gom đấy, đi gom tất cả về đấy bác. Chỗ này không được, theo chỗ này được chục đôi, hôm đấy bảo bác ấy, bác bảo dồn không được chục đôi, dồn về cho bác ấy. Thật ra cái này bán là chỉ giao lưu thôi. Đây đấy, đây này, họ còn bảo đây à, vì hàng không đủ, bác nhìn nhé, vì hàng không đủ nên shop gửi thiếu 7 cái, bác nhìn chưa, em còn đi này, vì hàng không đủ nên shop gửi thiếu 7 cái. Báo cáo các bác là không phải kiếm cái này mà dễ đâu, không phải kiếm được cái lô này mà dễ đâu. Chỗ này thì em đang kiếm được một lô nữa rồi, đang về rồi. Bác nào lấy hàng cứ đặt bác nhé. Dòng này phải nói luôn là với 299.000 em Tuấn bao được, phải là cực kỳ phê luôn. Cực kỳ phê nhé. Cực kỳ phê hàng, quá phê luôn ạ. Báo cáo các bác như vậy, được chưa? Đấy, đây này. Em gom như thế mà không đủ hàng cho bác, mà chính cái shop này cũng nhắn tin là thiếu 7 cái luôn, không đủ. Nên các bác ạ, các bác cứ đặt đi, em Tuấn gom tiếp ở những vị trí khác về cho các bác nhé. Mà đặt đi nhé. 299k một đôi. Mời các bác bản test phía sau. Bản test phía sau không hay không lấy tiền. Âm ly 299 và đôi một đôi loan này cũng 299, nghe quá phê luôn. Bác nghe thấy hai con loa phê chưa? Hai con loa JBL 20W nha. 20W mà con âm ly này của nó công suất của nó max lên đến 100W ạ. Nên con âm ly này các bác có thể mua 4 con loa này để độ cho xe ô tô, xe khách, xe tải, xe con, mà tốt nhất là các bác độ luôn con xe này cho em. Ví dụ như tất cả các bác nào xe máy ủi, xe máy xúc, xe tải hay là ở bàn ghế hay là những cái công trường nào đấy, các bác đi ra ngoài nó không tiện để tháo cánh loa ra, thì những cái con loa này này nó có hộp rồi, các bác chỉ cần bắt vít đi này, cái vít hộp này này, bác vít trực tiếp vào thành ghế, ví dụ như con loa này chẳng hạn, bác có thể vít trực tiếp vào cái thành sườn bàn hoặc gầm bàn này cũng được. Bác vít xong bác câu đường loa lên con âm ly này, con âm ly này có thể đánh được từ 6 đến từ đây em đánh hai con nhá, nó có thể đánh được lên đến 8 con loa này luôn, từ 6 đến 8 con loa này luôn đấy. À, con âm ly này có mức giá là 299.000 một chiếc, đôi loa này cũng có mức giá là 299.000 một đôi loa. Đấy, con này dòng JBL nhá. Từ đây, từ khu của nó nằm đây. Đánh những bao phê cho bác. Mà một con âm ly này đánh tầm 4 đến 6 đến 8 con thì trong một cái không gian của cái phòng nhỏ hay là ô tô, xe khách, xe ca, xe con hay là xe gì thì xe. Các bác ạ, chấm hết. Ngoài ra con âm ly này nó có một đường ra loa 100W, nó còn một đường ra súp này. Đây cái đường ra súp này, nó có một cổng súp quất này. Em chưa dùng nhá, chưa dùng. Bác nào muốn dùng súp hơi nhá, cổng này là cổng súp hơi ạ. Cổng súp hơi. Đấy, bác nhá. Bây giờ em câu vào, bảo các bác là không nghe hay lắm, nó mê luôn đây này, em câu này. Thank you.
Ok bác nhá. JBL hộp này là 299.000 một đôi. Một đôi luôn đấy. JBL hộp này 299.000. Về cứ này là vít mà chơi luôn, cứ không phải độ chế thùng làm gì cả. 299.000 một đôi JBL hộp này. Âm ly này cũng cho 299.000. Còn âm ly này còn bắt Bluetooth vào này. Ngoài ra còn có cả cổng AUX rắc cắm 3.5 ở đây luôn. Có ạ. Điện chạy từ 12V đến 22V. Em chào các bác.